Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của tôi Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ phân biệt hàng thật hàng giả cái lăn nách R series nha mọi người. Hàng của Thái Lan rất là thơm ha, lăn khử mùi nha mọi người nha, mùi thơm cực kỳ luôn. Và đặc biệt là mùi này là cho nữ nha, nam cũng được nhưng mà nam thích cái mùi mà nó đậm đà, nó mùi nữ tính xíu. Đây, ở đây á, thì mọi người có thể là nhìn thấy là cái chai hàng thật á nè, cái chữ nét chữ là nó đậm hơn nè. Đó, hàng giả thì nó nhạt hơn. Cái logo hàng thật nè, nó đậm hơn, còn hàng giả nó nhạt hơn nè mọi người. Đó, rồi cái tem nè, hàng thật á, là cái tem nó mỏng như vậy, màu xám nó mỏng. Còn hàng giả là cái tem nó rất là dày, nó dày hơn ha. Rồi cái nét chữ á, hàng thật nè, chữ đậm đen hết trơn, còn hàng giả là chữ nhạt. Đó, ở đây á, hàng thật có một cái logo như thế này ha. Còn hàng giả logo nó ở dưới cái mã vạch ha. Còn hàng thật là cái logo bên đây nha, còn dưới mã vạch là không có gì hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở qua bên trong cho mọi người coi nha. Bên trong á, hàng giả đây, còn hàng thật đây. Đây mọi người, hàng thật nè, chai hàng thật này nha, mở ra là thơm nực nồng luôn. Còn hàng giả nè, cái chai nè, nhìn thấy hai cái đầu lăn á là thấy khác biệt rồi mọi người. Hàng giả không có mùi thơm gì hết mọi người, còn hàng thật á, mùi thơm nực nồng luôn nha mọi người nha. Thì nói chung hai cái này mặc dù nó rất là rẻ, giá có vài chục ngàn một chai thôi, nhưng mà cũng có hàng giả nên mình lên clip mình phân biệt cho mọi người ha. Hàng giả chai này mình mua có 17 ngàn thôi đó, nhưng mà nhiều khi nhiều chỗ không có tâm thì bán hàng giả mấy chục ngàn bằng giá hàng thật luôn, thì mọi người mua nhầm nữa mất công. Thì video hôm nay mình xin ngắn gọn tại đây nha. Mọi người thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Chào tạm biệt mọi người.